Vâng, thưa quý vị, việc thắt chặt quy định xử phạt hành chính hành vi lái xe khi máu, hơi thở có nồng độ cồn đã khiến cho các dịch vụ đưa đón lái xe hỗ trợ cho người sử dụng rượu bia thì ngày càng nở rộ và trở nên hữu ích, và đặc biệt là vào dịp cuối năm, năm hết Tết đến. Ban ngày đi làm công việc thường nhật, tối đến anh Lê Văn Thành lại tiếp tục làm thêm công việc lái xe hộ cho người đã sử dụng rượu bia trên ứng dụng V-Safe. Giờ làm việc thường ngày của anh và các lái xe khác thường kéo dài đến 24 giờ đêm. Cả những ngày cuối năm, tất niên, hội họp nhiều, công việc của các anh cũng trở nên bận rộn hơn. Khi nhận khách thì tụi em sẽ nhận được báo trên app và gọi cho khách và xác nhận cho khách tới địa chỉ và đón khách. Kiểm tra xe của khách đảm bảo an toàn, mình sẽ lái xe về tận nhà cho khách. Ở Việt Nam, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực vào năm 2019, nhu cầu lái xe về nhà sau khi chủ xe uống rượu bia bắt đầu xuất hiện. Nhưng đến nay, dịch vụ này chỉ thực sự đắt hàng khi cơ quan chức năng thực hiện tháng cao điểm, ra quân xử phạt hoặc vào dịp cận Tết. Thì về những cái khó khăn thì nó sẽ có vào những cái là cái thói quen của người dùng. Tức là họ vẫn chưa quen được cái việc là trả giá xe cho một người khác để lái xe về. Và hiện nay là chúng tôi đang cố gắng khắc phục cái vấn đề đấy. Có thêm công việc, thêm thu nhập và thấy có ích khi đưa khách và xe về an toàn. Nhưng việc thường xuyên tiếp xúc với người say đôi khi cũng khiến những tài xế như anh Thành gặp phải những tình huống giờ khóc, giờ cười. Có những cái trường hợp mà nó gây cho mình một chút ói om một chút, ví dụ như là mình đưa xe về nhưng mà khách không nhớ nhà là nhà nào. Cái trường hợp đó là đặt địa chỉ về nhà nhưng mà không về nhà, với lại chỉ mình đi lung tung. Chi phí cho mỗi lần di chuyển được tính theo km. Số tiền này không rẻ nhưng ít hơn việc khách gửi xe qua đêm hay đi taxi. Quan trọng hơn hết là đảm bảo an toàn cho cả người và phương tiện. Tôi thấy ứng dụng này rất là văn minh. Khi mà mình cần thì có thể gọi rất là nhanh, tài xế đến. Và hai nữa là tôi thấy về vấn đề và pháp lý cũng rất là tốt. Với những khách hàng đã sử dụng rượu bia như anh Việt, ngày hôm nay anh đã về nhà an toàn trong sự yên tâm của gia đình. Và điều này không chỉ dành riêng cho anh, đó còn là sự an toàn cho cả xã hội.